Kiếm tiền ăn Tết thôi anh em ơi. Hôm nay là một ngày trời âm u nhưng rất đẹp trời. Bọn em vẫn phải đi kiếm tiền để dọn Tết cho những nhà có điều kiện, để ủng hộ những nhà người nghèo kiếm nổi bánh chưng Tết này. Ấy đừng chẵn thừa thế. Chẵn thừa cả cả bàn ghế rồi. Lau hết luôn. Đây đệ tử của tôi đấy. Mà tôi đang làm một quán toan. 4 tầng lực lượng. Oai luôn. Đây là không gian tầng 3. Đôi em trần tường vụt hết, kể cả là trần chuồng cũng chơi. Nhất là trần chuồng bọn em cũng vụt. Đây là phòng bếp. Cũng hoành tráng đấy. Đây đường lên tầng. Một hàng quách luôn. Đằng sau thì hai phòng ngủ. Đây một phòng ngủ cũng trang trí tranh ảnh hơi ác đấy. Đây cũng một phòng nữa. Còn ngoài là phòng khách. Đây là khu trang trí của bếp rồi. Khênh hết đồ, hút hết nền, đệm, làm tất tần tật. Cũng mã đáo thành công luôn. Quấn hết lên, làm giặt rũ. Độ uy tín thì phải nói là 100%. Đối diện là tivi. Bên này cũng chơi phong thủy cá luôn. Nhưng chỉ là để phong thủy thôi. Khá là mát mắt. Khá là mát mắt. Đây là đệ tử của tôi. Nhà hơi đói nên mặc quần hơi rách. Nhờ các bác mong sao các bác thương bọn em để cho bọn em cái quần đỡ rách. Nhà nghèo. Nhà thì bọn em thì hơi nghèo, không có gì cả nên nhờ các bác thương ủng hộ các em. Các bác bọn em thì làm đâu là uy tín đấy. Mặt em uy tín này có chữ đây. Uy tín và an toàn trên trán này. Cầm mắt trong dĩa này đó. Trần tường phải làm kỹ càng này. Đệ tử chân truyền của Lê Văn Muốn. Các bạn nhìn thấy không, làm đâu trắng bóng đấy luôn. Ôi dồi ôi, vỡ hết vỡ chán dần, vỡ đầu này chứ. Hả? Đi nào. Anh lỡ vơ va phát thôi, em thông cảm. Va không có chữa đâu. Em yên tâm. Ok. Buộc lại cho người ta. Mặt của em có chữ đảm bảo uy tín, an toàn, chất lượng 100%. Lê Văn Muốn, uy tín, là em. Người đầu đàn thì ở đây rồi, chắc chắn là đây rồi. Tay dẻo này chắc chắn là người đầu đàn rồi. Tủ tiếc thì em ấy cũng xây dịch cho luôn. Khi nãy thì sát tường. Nhưng tôi sẽ quay sát cho các bạn biết. Đấy. Uy tín 100%. Chỗ nào cũng sạch, không sạch, không lấy tiền. Không sạch, không lấy tiền. Bàn ghế ấy, lau sạch sẽ luôn rồi. Quét bóng luôn. Đây thì có em lúc đúc cũng đang lau đây. Nói chung là ngóc ngách nào bọn em cũng rút hết. Không trường ngóc ngách nào. Không trường ngóc ngách nào. Chơi tí mà xô ra ngóc đấy. Xô vào là tiền. Lê Văn Muốn có chữ uy tín, chất lượng, đảm bảo, an toàn ở trên trán này. Các anh cần liên hệ thì liên hệ với em. Em là lính đánh thuê cho Lê Thị Hương, vệ sinh công nghiệp. Đội em uy tín luôn, già cũng trèo leo, chấp thanh niên phút mốt. Rồi làm phòng ngủ.
điều hòa thì chuẩn bị thay. Bọn em phải chơi sạch sẽ, nhìn đây. Em ra phang cái chỗ ấy cho anh. Ngày lên tối anh cho em lên canh nhất luôn. Lên đi, đệ tử. Đệ tử đá đi. Cái gì chả đá. Kể cả đá gờ cũng đá, đá hết cho anh. Giếng trời cũng đá, đá gì đá, đá hồ, đá cân đá ra, đá hết. Đệ tử của anh uy tín luôn. Tủ tiếc, đồ điếc mở hết ra, nhưng mà lâu. Nhưng dụng cụ đang còn nguyên vẹn, không thất thoát một cái gì. Nguyên vẹn. Lau hết tất cả đồ, nhưng đồ của chủ nhà còn nguyên, không thất thoát đi đâu một thứ gì. Đảm bảo 100%. Tầng 2 có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách. Đồ mở tất ra. Cái gì không dùng được gì. Không biết gì là khăn hết các thứ. Không chê được lâu này không lấy đấy. Đồ ông sao này. Ôi thôi vắt đi. Đây cái nào đây. Bọn nhà là cứ bọn hết. Cái này thì đã để lại được gì. Cho để lại cho cháu. Đúng gì. Đây nó múc cả ấy nhựa vậy. Trên đấy là trần, tủ ốp cùng trần luôn, cây trần. Uy tín sạch sẽ đến từng ngóc ngách. Nào độ độ tin tưởng sạch sẽ đến từng ngóc ngách. Đây là không gian tầng 2 rồi. Tiệm spa phòng 5. Đấy. Rất rộng rãi. Ở quận Hồng Bàng. Không gian phòng massage. Còn đằng trước đây là phòng ngủ. Trang trí rất đẹp. Rất đẹp. Còn người trước gương lại là tôi. Khu trang trí đấy. Phòng ngủ. Bên trong đây là phòng vệ sinh. Là phòng vệ sinh. Bồn tắm đàng hoàng. Chơi như người lớn. Không gian dài thăm thẳm luôn. Không gian dài thăm thẳm, trang trí nội thất thì cũng khá là man mắt. Phòng trang điểm. Nhà đó camera thì nhà ân bảo. Ơi. Rất rộng. Vâng, cách nhà ân chế ông hứa này ông làm rồi. Cũng rộng. Toàn mỹ phẩm. Thương mợ, mợ tốt thì để cho mợ việc đấy. Thật. Nếu mà thương mợ thì cứ để cho mợ ăn vệ sinh. Mợ phang vệ sinh thôi. Còn em Tuyết phang trần tường. Không phải truyền bí quyết cho ai nào thì chị ạ. Bí quyết là không truyền. Truyền làm sao? Mất nghề đâu, phải là anh cũng đâu mà để có ông truyền được. Xin nguyện lau thôi, còn để kinh nguyện. Như là em nói thật nha, anh không có nước lau, lau ra rồi. Kể cả là lau, anh lau điểm mấy đâu rồi, em mấy không ra. Nước pha chế của anh này chỉ là độc quyền, chỉ có là... Thế là bảo là nó giỏi mấy lần nữa, nó không ra được. Chứ là nó giỏi mấy lần nữa, anh đâu. Tuyết, em giỏi, đệ tử của anh khi nào ta giỏi. Đệ tử của anh thì là nhất rồi.
Bác yêu cái loại này pha thì chỉ mỗi mình pha thôi, để cho bọn em biết thì... Một pha ngay đúng không? Đây. Tiệm spa. Dạ. Em gần xong rồi. Chị lại được lên đài. Chị chủ nhà lại được lên đài. Thôi chị thế là đẹp gái rồi, không cần phải đánh son phấn đâu. Chị thế là ok rồi. Ok quá rồi. Còn mình thì cũng đẹp trai phết đấy chứ. Đây thì có mỗi mình em là chỉ thì một mình em đẹp trai thôi. 2, 4, 6, 7 người con gái thì mỗi mình em con trai là em đẹp trai nhất thôi. Rồi, đấy là xong căn nhà. Dạ. Em chỉnh mạng xong luôn rồi chị. Em chỉnh ok. Lên luôn TV và lên ấy luôn rồi. Thôi, giờ em xin phép chào chị về đây. Hello mọi người. Đấy. Chúc chị sang năm mới 2023 thì mạnh khỏe, em ăn phát tài phát lộc hơn để thế bọn em nữa. Mọi người ta ăn phát tài phát đạt. Bây giờ nhiều khách. Vâng. Cứ coi như là dọn nhà sạch sẽ, uy tín chất lượng là rất là đông khách. Vâng, em cảm ơn chị. Rồi, em bắt tay chị cái về. Bắt tay ngược nhé. Vâng, tay ngược được. Đây là chị, em về đây. Chào anh người, cảm ơn mọi người.